Từ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2021, lực lượng tình nguyện viên đã có mặt tại nhà khách công đoàn Thanh Đa ở phường 26 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, phát gói hỗ trợ cho người dân tại đây. Trải qua hơn 2 tuần di chuyển đến nhà khách công đoàn Thanh Đa, người dân đã dần thích nghi được với môi trường mới. Mặc dù không tiện nghi như ở nhà, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra hài lòng khi ở đây. Nhiều yếu phẩm và những vật dụng cần hỗ trợ đều được đội tình nguyện và công an khu vực tiếp tế trong ngày. 9 giờ sáng, các gói nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa đã chuẩn bị sẵn, phân thành từng bịch chờ đưa đến từng phòng. Công tác chuẩn bị cơ bản đã xong, cũng vừa lúc lực lượng bộ đội đến nhà khách cùng nhóm tình nguyện viên đưa những gói quà an sinh đến từng phòng. Hôm nay cũng là ngày xe thực phẩm lưu động đến bán để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ban tổ chức quận ủy quận Bình Thạnh đã nhờ lực lượng tình nguyện và bộ đội đến từng phòng ghi danh sách mua hàng để đi chợ giúp. Để kịp đưa túi an sinh cũng như lấy danh sách đi chợ hộ cho hơn 500 người dân tại đây, nhóm tình nguyện và bộ đội thống nhất phân chia theo đội. Mỗi đội sẽ cử một tình nguyện viên và một quân nhân phụ trách một dãy cầu thang với số lượng khoảng 12 phòng lớn, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Tình nguyện viên Nguyễn Thị Mạnh Khương và quân nhân Lê Hồng Phong là học viên tại trường sĩ quan lục quân 2, phụ trách hỗ trợ người dân tại dãy cầu thang số 5. Nhiệm vụ của các tình nguyện viên là xách những túi an sinh đi cầu thang bộ đến từng phòng, sau đó lấy đơn hàng để đi chợ giúp người dân. Liên tục lên xuống 4 tầng phát quà cũng khiến chị Khương mệt nhoài vì mỗi gói an sinh có trọng lượng từ 6 đến 7kg. Thì vào đây thì công việc chính của tụi em ấy là sẽ hỗ trợ mọi người khi mà di chuyển vào đây. Ví dụ như về những ngày đầu tiên người dân vào đây thì bên em sẽ hỗ trợ về những cái đồ dùng thiết yếu tặng cho mọi người. Tụi em sẽ hỗ trợ việc mà bê vác mấy cái túi quà an sinh đó, rồi những cái túi quà nhu yếu phẩm của cho từng người, cho từng phòng luôn. Đầu tiên là tại vì mặc đồ bảo hộ, vì mình phải đi lên từng phòng, đi bộ lên tới 4 lầu luôn, đi từng lầu gõ cửa từng phòng, nên khi mà mặc bộ đồ bảo hộ này dưới cái thời tiết nắng nóng á, thì khi mà đi lên đi bộ nữa thì nó sẽ hơi nóng. Nhưng mà vì cái công việc của mình á, thì em lại thấy vui, thì vì hỗ trợ mọi người tới tận phòng luôn để mọi người hạn chế cái việc ra ngoài lây nhiễm, tránh lây nhiễm. Giữa trưa, xe bán hàng lưu động dừng tại nhà khách chờ cung ứng lương thực cho bà con đang trú tại đây. Tình nguyện viên và bộ đội nhận mua hộ 9 đơn hàng cho người dân tại khu vực cầu thang số 5. Lượng rau củ quả và thịt biến động theo từng đợt, nên những đơn hàng mà người dân đặt mua cũng lúc có lúc không. Chưa quen với công việc đi chợ và không có nhiều mặt hàng để lựa chọn, khiến cả hai phải loay hoay mãi mới chọn xong một đơn hàng. Đơn hàng ghi trứng vịt nhưng chỉ có trứng gà. Đơn đặt mua thịt ba rọi nhưng xe bán hàng chỉ còn thịt đùi. Đủ vấn đề làm anh quân nhân lúng túng. Việc đi chợ giúp dân không hề dễ dàng với cả hai. Anh ơi, anh cho em hỏi hồi chiều, hồi nãy anh Vũ anh có gửi mua đồ của anh. Nhưng mà bây giờ mình không có gà, mình đổi sang mình mua thịt heo được mà nè. Dạ không chị, hôm nay không có. Bây giờ em đang mua cho anh á, nhưng mà không có thịt gà, vậy mua sang thịt heo được không anh? Em đưa cho anh cuộn đi. Có chị đâu? Dạ rồi, vậy mua cho 2kg nha. Đầu giờ chiều, 9 đơn hàng được cả hai vận chuyển đến các phòng tại dãy cầu thang số 5. Để tránh nhầm lẫn tiền của từng phòng, các tình nguyện viên chia hóa đơn và ghi cụ thể số tiền ứng trước của người dân và tiền thanh toán kèm hóa đơn, tránh gây thắc mắc cho người dân. Anh Phong chia sẻ rằng, những ngày này sẽ rất khó quên khi anh trở về đơn vị. Anh Phong hiện đang là học viên tại trường sĩ quan lục quân 2 tỉnh Đồng Nai và vừa được điều động tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây. Anh Phong tâm sự, việc đi chợ giúp dân như hôm nay là lần đầu tiên làm nên rất bỡ ngỡ và bối rối. Do chưa quen nên các đơn hàng lúc thiếu trứng, lúc thiếu rau nên cũng ngại với người dân. Những trường hợp thiếu, anh Phong sẽ mua bù để chuộc lỗi. Thì hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà bên em thực hiện đi mua đồ giúp cho người dân. Có thể nói là cảnh giác lúc đầu có thể nói là rất là bối rối, nhưng mà chúng em lần đầu tiên mua thì người dân gửi những cái mặt hàng, có thể nói là tại vì bên em chưa bao giờ đi mua hàng, không biết mặt hàng thì giá cả như là việc lựa chọn cũng như thế nào, nhưng mà khi mà đến đó lựa hàng thì cũng lúc đầu thì rất là bối rối, nhưng mà sau đó thì cũng được nhờ các anh chị hướng dẫn trong đoàn mua để giúp đỡ chúng em để chúng em có thể mua các mặt hàng, có thể nói là rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui, phấn khởi, nên là
chúng em cũng quyết tâm hoàn thành tốt cái mua hàng để gửi đến cho tất cả các hộ dân một cách nhanh chóng nhất. Em thì em vẫn còn một cái khoản chi tiêu tiết kiệm của em thì em vẫn có thể chi trả được trong cái thời gian dịch. Với lại là em thấy em có một cái đó là tại sao lúc Sài Gòn vui vẻ, nhộn nhịp, đông đúc thì mình lại ở đây. Nhưng mà khi Sài Gòn bạn tật hay là đang có cái gì cần sự giúp đỡ thì mình lại khăn gói mình đi nơi khác để mình tìm cái sự an toàn cho mình. Tại sao mình lại không cống hiến cái sức trẻ của mình vào cái việc chung như vậy? Thì đó là cái mong muốn mà cái giống như là một cái mong mỏi của em từ cái lúc mà em tham gia các hoạt động mà liên quan tới cái việc chống dịch. Trước đó, quận Bình Thạnh có kế hoạch vận động người dân sống tại khu vực có nguy cơ cao di chuyển đến khu vực an toàn tạm trú để đảm bảo sức khỏe. Trong ngày 26 và 27 tháng 8, nhà khách công đoàn Thanh Đa đã tiếp nhận hơn 500 người đến tránh dịch tại các khu có nguy cơ cao. Quận sẽ có chính sách hỗ trợ và chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian tới. Nhà khách công đoàn Thanh Đa đã tiếp nhận người dân tại các phường 15, 22, 25, 26 và 27. Trong đó, phường 25 có 310 người được di tản đến nhà khách.